xin chào mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Hà, hiện đang là đại lý phân phối trà giảm cân Golin và kem tan mỡ GoSlim của công ty Maxi SG. Và sau đây cho em xin chia sẻ một chút đôi lời. Thì trước khi em dùng trà giảm cân thì em là một bà mẹ bỉm sữa được 8 tháng. Lúc đó số cân nặng của em là 57kg. Và sau khi em dùng 3 hộp trà thì em đã giảm được 6kg. Và em kết hợp với cả kem tan mỡ GoSlim thì bây giờ vóc dáng của em đã thon gọn đi rất là nhiều rồi ạ. Và đây là hình ảnh trước và sau khi em giảm cân. Mọi người thấy như thế nào ạ? Có phải rất là thành công không ạ? Vâng, và sau đó là em quyết định em kinh doanh luôn sản phẩm này. Bởi vì em có lòng tin ở chất lượng sản phẩm, có lòng tin ở hệ thống công ty. Và điều đặc biệt hơn nữa là em có lòng tin ở chính bản thân mình. Và từ khi kinh doanh thì em cảm thấy cuộc sống của em thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về vóc dáng và thứ hai là về kinh tế. Thì em không giấu gì mọi người, thì trước kia em là một giáo viên mầm non và đồng thời em cũng là một bà mẹ đơn thân. Thì đi dạy, việc thu nhập của em không có đủ trang trải cuộc sống của hai mẹ con, nên em đã quyết định nghỉ việc ở trường, về nhà tập trung vào kinh doanh và tiện cho việc chăm sóc con của mình được tốt hơn. Và từ khi kinh doanh thì em cảm thấy thu nhập của em khá lên rất là nhiều. Và em muốn nhắn với mọi người rằng là phụ nữ chúng ta thật là mạnh mẽ, quyết tâm, nhiệt huyết, kiên trì thì thành công không bao giờ phụ chúng ta cả. Em tin vào một ngày nào đó không xa, em sẽ là một thủ lĩnh thực thụ trong tương lai. Và em đủ sự tự tin để dẫn dắt đội nhóm của mình ngày càng phát triển hơn. Như câu châm ngôn em luôn nhớ đó là Be a strong woman. Và em tự hào là thành viên của Maxi SG.